xin chào anh chị và các bạn rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường của Finaswap và mình là Trương Phạm à, chúng ta cùng kết một tuần giao dịch mà cái cảm xúc thì à, chắc chắn rồi không không gọi là vui thì nó cũng không hẳn đâu bởi vì là chúng ta đang ở trong một trạng thái thị trường giảm à, qua đó thì à, cái cảm xúc của tuần này ấy, thì là một cái tuần mang tính là dự báo và kỳ vọng là cái tín hiệu à, ánh sáng cuối đường hầm để xuất hiện Thế thì bây giờ với chỉ số VN-Index đi, à, với chỉ số VN-Index từ đồ thị đến tuần à, cũng như là đồ thị đến ngày thì có những cái tín hiệu cho thấy là thị trường đang chuẩn bị tích cực hơn. À, chúng ta cùng nói về đồ thị của Vindex trước nhé, trước khi mà chúng ta nhìn nhận thêm sâu thêm. À, đầu tiên là với VN-Index thì cái nhanh ngưỡng của chỉ số, à, đầu tiên là RSI này, nó có hướng phục hồi lên, à, cái đáy thì là đáy sau thơ đáy trước. Thì tức là chúng ta đã có một dấu hiệu phân kỳ rất là mạnh của chỉ số của đường RSI với cả cái đáy, à, một cái đáy của chỉ số index Thực tế là VN30 cũng có xuất hiện cái đáy này, nhẹ thôi, nhưng có xuất hiện của cái đáy này. Thế thì bây giờ cái kỳ vọng của tuần sau, của tuần đầu tháng 11, nó sẽ là như thế nào? Thì à, hôm nay chúng ta sẽ cùng bóc tách một tí về cái định hướng để chúng ta có thể qua đó thì đưa ra cái à, câu chuyện à, mang tính là cơ bản à, đến từng cái vận động của chỉ số hơn đầu tiên thì ngày mai sẽ là cái ngày tương đối là là khá thú vị đó là câu chuyện Halloween nhân trên thị trường chứng khoán và cái đề tài ngày hôm nay thì mình đang nói về câu chuyện là vn index đang chậm phản ánh với sp500 dựa vào gì mà có thể nói được câu chuyện này và liệu là chúng ta có thể có một cái chiến lược đón sóng ngắn hạn với sóng hồi từ vn index được hay không chúng ta sẽ cùng trả lời từng ý một nhé cái phần đầu của bài video sẽ nói về cái câu chuyện Halloween trên thị trường chứng khoán. À, nếu mà nói về câu chuyện Halloween là câu chuyện mang tính là là gọi là, là đáng ngại đáng sợ đúng không? thì à, thực tế ra là khởi đầu câu chuyện Halloween thị trường trong tuần vừa rồi, đây là cái tổng kết tuần nhé thì các yếu tố phục hồi tương đối là dễ chịu. À, hầu hết các thị trường thì ở trong một cái trạng thái phục hồi, tự ra là thị trường của chúng ta cũng tạo thành cái đáy sâu hơn, sau đó là cũng phục hồi với hai phiên cuối tuần đặc biệt là phiên ngày thứ năm à, cũng có thể hình dung là cái hoạt động và trạng thái của chỉ số VN uh, của chỉ số uh, vndex vào ngày thứ năm ấy nó ghi nhận là tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu. Thế thì uh, một cái thị trường mà trong một tuần liên tục là liên tiếp là giảm mạnh nhất toàn cầu và tăng mạnh nhất toàn cầu thì cũng có thể khẳng định một câu chuyện là cái rủi ro đang ở mức cao nhất toàn cầu. Uh, nhưng mà với cái góc độ mà phục hồi ấy, thì nó đang được ủng hộ hơn bởi vì là không những với thị trường trong nước mà thực ra là các thị trường khác ví dụ như là chỉ số index của Mỹ Nasdaq uh, NYC hay là SP500 thì tất cả cũng đều có một cái nhịp tăng rất là mạnh Ờ uh, đây anh chị có thể thấy là cái mức độ tăng toàn hơn 2 chấm hết uh, với thị trường của chúng ta thì mới tăng một phiên chưa chưa là gì đúng không quay lại cái chỉ số SP thì uh, tăng hơn 800 điểm ngày cuối tuần tăng từ cái mức là 3.500 đến mức 3.900 À, và thực tế là đang kỳ vọng cái mức tăng nó phải đến cái mức 4.100 thì đây mới là cái ngưỡng là hết của cái mẫu hình này à, thực tế là đóng đóng tuần vừa rồi của chỉ số SPX ấy, cũng cũng thật sự là đẹp à, nó đẹp ở chỗ là cái nến rút chân xuất hiện này vùng 3.500 và sau đó là rút chân hai tuần liên tiếp và nến tăng và thậm chí là thanh khoản cũng tăng phục hồi đó. thì à, thực tế là nếu như mà chúng ta là có một thị trường mang tính là có hưởng ứng từ câu chuyện liên thị trường đi thực tế là thị trường việt nam có độ mở rất là mạnh à, độ mở tức là cái mức độ liên kết à, giữa đồng đô với các cái tài sản khác hay là nhận fdi hay là các thứ thì cũng rất là mạnh thế thì vì sao mà thị trường việt nam vẫn chưa có cái phục hồi như của chỉ số FX? thì à, rõ ràng rồi à, trong tuần vừa rồi chúng ta có những câu chuyện về trái phiếu à, câu chuyện về à, rủi ro bắt bớ các tin đồn mà hai ngày đầu tuần là bắt thêm cái gì đó hai ngày liên tiếp giảm đúng không ạ và sau đó là một cái cây nến gọi là cái nến hụt hơi à, nến hụt hơi khi mà thanh khoản bán không còn và qua đó là thanh khoản mua sẽ gia tăng thì à, giải thích cái tuần vừa rồi có thể thấy rõ là đang có một sự chuyển đổi rất là lớn ở trong cái tâm lý của thị trường nói chung bây giờ tin đồn thì cũng hết rồi à, những cái lời khẳng định từ phía cơ quan chính phủ cũng khẳng định rất là rõ một câu chuyện tin đồn này đã không còn thứ hai là về câu chuyện của trái phiếu thì hôm trước trong bài video vừa rồi hôm chủ nhật mình cũng chia sẻ là trái phiếu không phải là cái điều đáng lo ngại lắm Thế thì cái điều đáng lo ngại của, th của thị trường ở trong tháng 11 này là gì? Thì chúng ta sẽ cùng đi qua nhé. Về yếu tố liên thị trường thì câu chuyện về phía châu Á ấy, à, rủi ro từ chính sách với nhóm của phía công nghệ đặc biệt là trong cái à, những cái cuộc họp của à, quốc hội, của Trung Quốc. Thì à, trong những cuộc họp như vậy ấy, thì đa số là thị trường điều chỉnh giảm. À, ví dụ như cuộc họp à, thứ 15 à, thì giảm 6.9% nhưng mà đậm đà là cái cuộc họp à, à, cuộc họp liên tiếp, uh, cuộc họp của tuần uh, cuộc họp thứ 20 mươi của uh, đảng cộng sản ở phía trung quốc thì uh, cái nhóm cổ phiếu của 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 hồng kông ấy, nó giảm 10 phần trăm đây là mức giảm mạnh nhất so ra là từ thời điểm uh, 15 năm của hồng kông đến giờ thì uh, có hai ý ý thứ nhất là những cái những cái thông tin của thị trường uh, nó ở cái câu chuyện là tiêu cực ở chỗ là cái chỉ báo về GDP chỉ báo về GDP thì không được công bố trong khi là những cái chính sách về Covid cũng sẽ không thay đổi và hiện tại là đang có những cái thông tin mới về khoảng 800.000 người dân ở phía Vũ Hán là tiếp tục là bị giãn cách xã hội thì đây là những câu chuyện mà đặc biệt là áp lực đối với những nhóm cổ phiếu công nghệ thì trước đây nếu chị để nhớ lại thì trong giai đoạn của năm 2018-2019 ấy Uh, phía cái chỉ số MSCI China ấy, ra Trung Quốc thì thực ra là cũng đã bị giảm liên quan đến cái việc là đả hổ diệt ruồi của bên uh, cận, tập tập uh, của bác uh, tập. Thì uh, lúc đó thì cổ phiếu của Jack Ma, ví dụ như là Alibaba các thứ thì bị giảm rất là mạnh, đúng không? Và sau đó là kéo theo một làn sóng giảm từ phía công nghệ của phía Trung Quốc. Và nếu mà chúng ta nhìn vào chỉ số drawdown ấy, đó là chỉ số mà mất mát và nhà đầu tư đầu tư vào chỉ số MSCI này thì đến thời điểm này 2022 hai chỉ số mất mát của bên chỉ số MSCI của Trung Quốc đang ở mức là âm 60 phần thì âm 60 phần trăm này nó chỉ đứng sau cái giai đoạn của 2008 thôi, là âm 70 phần trăm thôi thì chúng ta có hai cái cách đặt vấn đề đầu tiên là nếu mà nhìn vào góc độ này với anh chị đang nắm cổ phiếu thì đây là mức mà kinh hoàng à, 2008 2009 thời điểm của Trung Quốc là giảm khoảng 70 phần trăm trên toàn thị trường thì thực tế là thời điểm 2008 thị trường chúng ta cũng đã giảm tương tự như vậy còn đối với uh, giai đoạn này đi thì anh chị nào mà đầu tư theo hướng là bây giờ nó bắt đầu thì thật sự là đây là cơ hội lớn bởi vì là chúng ta nhìn lại thôi uh, sau khi giai đoạn giảm 2008 mới không có giai đoạn nào mà chỉ số giá nó lại rẻ như vậy nữa đã, uh, rõ ràng là không có giai đoạn nào cho đến giai đoạn của năm 2022 thôi. năm 2020 là khi mà chính phủ âm tiền thôi thì qua đó thì cũng có một cái điểm cũng khá đáng lưu ý, đó là cái chỉ số drawdown ấy, nó cũng đang thể hiện ra rất là rõ là vùng đỉnh đáy. Ví dụ như là drawdown về không, của, đây là mới về đây là xét về chuyện của thị trường Trung Quốc thôi anh chị nhé. Bởi vì là Trung Quốc uh, thật sự là khó ăn, uh, đó là lý do tại sao mà cái dòng tiền lớn họ không đầu tư vào đây nhiều. Bởi vì đơn giản là khi nào mà về không một cái là bắt đầu là có một cái vùng đỉnh là giảm. Thế là về không cái là bắt đầu có, có câu chuyện ngay Và về không và về âm 70 thì nó trong một câu chuyện rất là ngắn Trong vòng 2 năm thôi Thì một quốc gia, một chính phủ mà chỉ số MSCI China đi China đi Mà trong chỉ có trong 2 năm mà mất từ mức 0 cho đến âm 70% Thì đây là một con số rất lớn Chắc chắn rồi à, Nếu mà vận, vận động như vậy ấy, thì khả năng là nó cũng sẽ uh, phục hồi rất lớn sau đại hội Như đây là câu chuyện về chính trị rồi Do vậy là mình sẽ không chia sẻ quá nhiều điều là chúng ta có thể thấy một câu chuyện là rủi ro từ chính sách của công nhóm công nghệ và phía châu Á rất là mạnh đó là cái câu chuyện đầu tiên liên quan đến Halloween nhìn vào đây thì thấy Halloween ngay đúng không ạ sợ à, giảm đến sáu bảy phần trăm rồi à, thứ hai là chúng ta nói về thị trường Mỹ thì cái lạm phát có dấu hiệu giảm nhiệt à, đây là tín hiệu tích cực nhé à, tín hiệu tích cực ở chỗ là cái chỉ số thứ nhất là personal uh, consumption expenditure tức là cái uh, chỉ số tiêu dùng của người dân uh, tiêu dùng của cá nhân thì cái tiêu dùng cá nhân này nó ra thì chúng ta một điều là cái nhu cầu cũng như là cái kỳ vọng của tiêu dùng cá nhân ra và qua đó thì có đang ngụ ý là CPI sẽ ra. À, bởi vì là cái nhu cầu nó ra. Thế thì bây giờ thứ hai, nhu cầu giảm đến từ đâu thì nó được tính là bởi cái household à là cái nhu cầu cá nhân rồi. Nhưng mà trong đó thì vì phía thị trường của bất động sản ấy à, Sales, Price uh, and Inventory Units uh, Cái khu vực lớn ấy, Thì cũng có thể thấy rõ Là trong phía thị trường Mỹ đi Austin, Boston, Chicago uh, Las Vegas Tất cả là đều có dấu hiệu là bẻ xuống Bẻ góc xuống uh, Bẻ góc xuống nữa Đặc biệt là một số thành phố lớn Như là đặc, đặc biệt là ví dụ như Washington đi Hay là Los Angeles đi Tất cả là đều có bẻ góc xuống Nếu mà như vậy thì chúng ta một điều là cái 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 kỳ vọng mà để tăng lãi suất từ phép nó sẽ có sự thay đổi à, bởi vì là nó đang bắt đầu có dấu hiệu là lạm phát đã được kiềm chế chỉ số CPI thực tế là một chỉ số đi sau à, khi mà chính sách thành công thì CPI sẽ phản ánh chứ không phải là chỉ số đi trước do vậy thì mình cho rằng là đến thời điểm này sẽ bắt đầu có sự thay đổi à, về mặt quan điểm điều, điều 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 tiết của của thị trường nói chung à, nó thể hiện qua rất là rõ ở chỗ là cái thay đổi của phép như thế nào thì nó thể hiện ra rất là rõ là dự báo fed sẽ thay đổi trong 12 tháng đến. Uh, fed thay đổi trong 12 tháng đến sẽ như thế nào? Đầu tiên là cái kỳ vọng về lãi suất. Thì ở trong năm 2022 là gần như là fed đã tăng lên mức đạt đạt đỉnh điểm rồi. Đầu của năm 2023 thì có thể đâu đó nó sẽ tăng tiếp một tí từ mức là 4.0 đến 4.5 và cái lãi suất mục tiêu của fed thì cũng chỉ là mức 4.5 thôi. Uh, hầu hết là đang đạt ở mức uh, trung vị là 4.5 ở đây trước khi mà giảm mạnh vào năm 2023 và 2024 giảm xuống như thế này và giảm xuống năm 2025 và về long term thì nó sẽ về lại cái mức là 2.5 2. là cái mức mục tiêu điều tiết lạnh là phát à, là phát từ fed à, nó về lại mức mục tiêu này mất vài năm à, nhưng mà rõ ràng là nó đã bắt đầu là chúng ta đã trải qua giai đoạn mà căng thẳng nhất là từ mức 0 mà lên mức là 4.5 tăng mạnh nhất trong 18 năm qua từ fed thì bây giờ không phải là mức tăng mạnh như vậy nữa thì đây là lý do chính mà khiến cho cái động lực tăng từ spx bắt đầu có dấu hiệu tích cực hai tuần vừa rồi à, rõ ràng là xét vào câu chuyện điều tiết chính phủ ấy, thì phía mỹ là là cái quốc gia có sự điều tiết mà mình đánh giá là ổn định nhất các quốc gia khác thì hiện tại đang banh chành dùng từ banh chành tức là uh, nó bê bết ấy. Uh, các cái vận động của chỉ số nói chung thì đa số là đều tiêu cực hết thì đều, đối với uh, đối với câu chuyện của fed đi thì thực ra là cái xu hướng giảm nó vẫn đang tồn tại. À, xu hướng giảm đang tồn tại và trong những cái vùng mà range biến động giá đi xuống thì chúng ta có những nhịp hồi. Ví dụ như đây là một nhịp bật này. Ở à, đây là nhịp hai này. Thì trong khi mà giá đi xuống thì nó sẽ có những một nhịp bật ở đây, nhịp bật ở đây. và nhịp bật ở đây. Thì do vậy thì cái định hướng nó cũng sẽ lên cái vùng 4086668, 4168 ở trên này. Thì nói chung ấy là chúng ta đang ở trong giai đoạn phục hồi thì chúng ta vẫn cứ ở trong một cái quan điểm là tích cực. Đó là đó là với chỉ số SP thực tế ra là trong nhịp hồi lần này ấy, mình đang kỳ vọng là nó có thêm một mẫu hình nữa là mẫu hình mà hai đáy đảo chiều à, đây là mẫu hình hai đáy đảo chiều này. đây là một này đây là hai này hai đáy đảo chiều đi lên thì à, với cái mẫu hình này ấy, nó đi cùng với câu chuyện của macro tức là câu chuyện vĩ mô về kỳ vọng lãi suất từ phép và phép có thể là tăng lãi suất thì đến năm 2022 là cũng xong rồi đúng không? Sau năm sau thì có thể tăng một tí nữa và những năm sau đó thì giảm. Dạ. do vậy là đây mới chính là cái cốt lõi mà chúng ta nói về Fed đang thay đổi cái quan điểm điều tiết thị trường. Thứ hai là các chuyên gia dự báo là trong năm 2023 ấy, thông tin này thì cũng tương đối là là mình cho rằng là hợp lý đó là cái tăng trưởng của thị trường nói chung ấy thì bên phía Trung Quốc là sẽ giữ tăng trưởng đi ngang. À, giữ tăng trưởng đi ngang tức là không tăng không giảm. Nhưng mà các quốc gia khác thì sẽ có hiện tượng là bị mất đà. Đặc biệt là phía uh, chính phủ Anh giấc vụ anh thì quá quá rõ ràng rồi câu chuyện mất đà quá rõ ràng rồi. còn phí còn lại là từ phía mỹ phía nhật phía ở châu âu thì nó cũng sẽ có những áp lực điều chỉnh giảm nhưng nó sẽ không quá gọi là câu chuyện quá tiêu cực nhưng mà nhìn chung thì mình cho rằng điều kiện thị trường là, là không phải ổn lắm đâu à, đặc biệt là trong giai đoạn ngắn hạn chúng ta cũng sẽ nói qua một tí chúng ta cũng sẽ nói qua một tí về cái câu chuyện của halloween nhưng <laughs> mà mình tổng kết lại đến thời điểm này thì cũng có thể đi qua được cái bức tranh đầu tiên của thị trường rồi đó là uh, về phía Trung Quốc thì cái rủi ro thay đổi chính sách khá lớn uh, thứ hai là về về phía thị trường Mỹ thì cái kỳ vọng và lãi suất trong năm 2023 uh, cũng như là cuối năm nay ấy, thì kỳ vọng thị trường lãi suất 12 tháng tới 12 tháng đến ấy, thì bắt đầu là dấu hiệu là đạt đỉnh và bắt đầu quay đầu thì với chỉ số us chẳng hạn thì nó cũng bắt đầu là ở đây thôi cpi các thứ thì quý bốn hai cũng ở cũng mức độ là 2 tám ba chấm nói chung là phía fed cũng đã đẩy cái mức tăng lại lên hết cỡ rồi và nếu mà có tăng nữa thì cũng kỳ vọng có mức là dưới 2 chấm đối với fed còn với ngân hàng anh ấy thì buộc phải tăng lên rất mạnh à, bởi vì là hiện tại là bên phía họ đang có giảm à, phát không thể kiềm chế cái chính sách mà gọi là mini à, qe của, của bà chus mới lên xong rồi Uh, từ trước ngay ấy, thì nó cũng là những câu chuyện mà mang tính tiêu cực cho thị trường nói chung, đặc biệt là phía thị trường Anh thôi. Còn lại thì phía những cái quốc gia khác ấy, thì nó cũng ở mức vừa phải và đặc biệt là phía Trung Quốc và Nhật thì gần như là không tăng nhiều. Đã, uh, tổng kết lại năm nay là như vậy và câu chuyện của Halloween sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Uh, câu chuyện Halloween trên thị trường chứng khoán nó ở cái mức là uh, trong năm 2022 thì không có một cái tài sản nào gọi là tài sản trú ẩn an toàn cả nếu như mà anh chị mà đầu tư đô ấy, thì có thể là lúc này gọi là an toàn thôi nhưng còn đúng một cái duy nhất là đồng đồng tiền cash dựa ra tiền thì cũng không phải là một cái tài sản đâu nó là một vật trung gian trung chuyển tài sản uh, do vậy là nắm về tiền thì cũng đang gọi là một cái vị thế đứng ngoài thôi và nếu mà gọi là vị thế đầu tư ấy, thì thứ nhất là cái trái phiếu chính phủ là mất khoảng 15% phần trăm đặc biệt là phía uh, phía anh ấy thì mất khoảng hai mươi trăm phía trái phiếu doanh nghiệp thì uh, đây là những cái trái phiếu mà mang tính là là IG đấy, và hai u tất cả thì cũng mất khoảng 15% à, với những cái cổ uh, trái phiếu của những quốc gia mới nổi uh, thì nó mất khoảng đâu đó là tầm 20% uh, đối với uh, quốc gia nói chung, global hay là với trái phiếu doanh nghiệp nói riêng, thì mất khoảng tầm này uh, những cái tài sản, định giá tiền khác thì mất toàn đây là mà nhóm thị trường cổ phiếu uh, nhóm, nhóm thị trường cổ phiếu thì nhau năm nay, chứng khoán năm nay mất thì đâu đó là ví dụ như chỉ số stoxx uh, 600 của của châu Âu thì mất khoảng 15%. trăm uh, đây là mức mất rất là nhẹ nhàng còn bình thường ấy, thì nó sẽ mất khoảng là 25% và đặc biệt là nhóm em uh, tức là nhóm uh, thị trường cận biên uh, thì mất khoảng đâu đó là 30 40%. Thì đây là cái câu chuyện của năm 2022 uh, Halloween hơi căng thẳng đúng không? Thứ hai là một cái Halloween tiếp theo là Anacoda là cái hình dung là một cái con trăn uh, tương đối là là kinh khủng thì đã, đã trỗi dậy tức là finally ở oh, quốc thì nó là như thế nào thì đây là chúng ta đang hình dung là câu chuyện của trái phiếu chính phủ 30 năm của Mỹ thì đây là cái tài sản mang tính là an toàn nhất rồi trái phiếu chính phủ 30 năm của Mỹ là là gần như là nhà đầu tư mà đưa vào đây thì họ sẽ kỳ vọng là ăn cái lãi lãi không cao thậm chí là bị âm lãi nhưng mà ít nhất là không bị mất tài sản thì cái lãi suất của cái câu chuyện uh, của US Treasury uh, uh, 30 year này, 30 năm này nó tăng lên mức là 4 chấm là tăng theo đúng lãi suất của phía Mỹ đang kỳ vọng thôi nhưng mà nếu anh chị để ý thấy ấy, là từ năm 1988 đến bây giờ chưa có nhịp tăng như vậy à, chưa có nhịp tăng như vậy à, toàn là nhịp giảm thôi và cái nhịp tăng nó sẽ đến là như thế nào, ví dụ như là năm 2008 này là cái nhịp tăng nó đến từ trong cái thời điểm mà COVID, à xin lỗi là thời điểm mà, à, khủng hoảng Ví dụ là năm hai nghìn năm chín các thứ khủng hoảng thì nó tăng chứ còn lại thì đa số là cứ xuống là giảm Nhưng hiện tại ấy là chúng ta nhìn vào phân tích kỹ thuật Thấy một điều là rõ ràng Là US Treasury uh, 30 là, là tăng rất là mạnh đúng không ạ Đây cũng là một cái hiện tượng mà uh, Lần đầu tiên gặp phải trong rất nhiều năm qua Thì lãi suất trái phiếu chính phủ 30 năm đã thức giấc uh, Đây cũng là có, hình dung là điều kiện thị trường cho năm nay Nó khó khăn đến cỡ nào nó khó khăn đến mức là uh, Nếu mà chúng ta nhìn lại thì trong năm 2008 ấy, cũng có câu chuyện là tăng lãi nhưng không không mạnh như thế này. Thứ ba là chúng ta nói về cái chỉ báo về leading. Uh, leading Indicators là cái chỉ báo về uh, kỳ vọng về tài chính. Uh, sẽ đi đâu về đâu, kinh tế sẽ đi đâu về đâu. Thì nó là cái tổng kết của khoảng uh, 10 chỉ báo lớn. Uh, theo tính so, so theo, theo, theo năm, tức là year over year theo năm. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại. Về cái chỉ số của US Recession là trận cho cái vùng màu màu xám này này. Thì khi nào mà cái leading này nó lao thì lúc này chúng ta sẽ có Recession. Nó cơ bản là như vậy. Uh, lao xuống là có Recession thôi. Ở đây là có Recession. Thì bây giờ cái chỉ báo này nó lao xuống một cách nhẹ nhàng là Recession trong năm 2019-2020. Uh, sau đó thì nó liên quan đến COVID và sau đó phục hồi trở lại khi có, chúng ta có câu chuyện tiền rẻ. Thì bây giờ nó lại tiếp tục lao một lần nữa. Nhưng mà Recession thì chưa ghi nhận. Thật ra là mình đã anh chị chắc nơi anh chị giao dịch thì cũng đã hiểu là chúng ta đã có recession rồi nhưng mà tại vì là mức độ mà cập nhật hiện tại nó chưa thể hiện rõ ra thôi và qua đó thì rất là nếu mà chúng ta nhìn từ góc độ dưới này và chúng ta còn kỳ vọng là nó cắt lên ấy, thì đó là một yếu tố rất là tích cực là thiên thần à, nhưng mà ở đây thì chúng ta có câu chuyện là là hơi là đáng ngại đúng không ạ à, câu chuyện Halloween và tiếp tục một câu chuyện Halloween nữa là liên quan đến kỳ vọng và dự báo về recession của của các quốc gia. Thì với Mỹ hiện tại là khả năng recession nó lên đến khoảng 60%. À, với thị trường châu Âu và phía Anh là 80%, và phía Đức là 90% thì chắc chắn là một điều là suy thoái rồi. Thì bây giờ chúng ta không nói về suy thoái nữa, nhưng mà nói về suy thoái thì gần như là suy thoái rồi. Cho vậy chúng ta không nói về suy thoái nữa, mà chúng ta sẽ nói về suy thoái nông hay sâu. À, nông tức là nó chỉ nhẹ nhàng giống như giai đoạn của năm 2020 kém phát là lên luôn, năm 2020 kém phát là lên luôn, ngay cả Covid đó bây giờ suy thoái sâu là sâu trong ví dụ như năm 2008 2008 là suy thoái sâu mất ít nhất là phải 3 năm uh, cho đến 2012 bắt đầu mới tăng thì bây giờ thì mình cho rằng ý, lý do suy thoái là gì đó là do điều tiết lại trong cái giai đoạn mà tiền rẻ của năm 2020 do vậy là đây là một suy thoái nông cũng có nhiều lý do để suy thoái nông nhưng mà chúng ta nhìn lại thì việc phép không bị mà mất kiểm soát mà đơn giản là phép hoàn toàn chủ động trong cái việc là điều tiết lãi suất À, khi mà mục đích là kiểm chế lạm phát thôi hết lạm phát thì lại giảm ra được cái đây là yếu tố mình cho rằng là là hợp lý và tích cực trong vận động của thị trường lần này thì đây là chúng ta qua được cái mục cái thứ hai rồi là phép kỳ vọng như thế nào và rõ ràng là chúng ta tổng kết lại là chúng ta sẽ có suy thoái nhưng suy thoái ở đây là suy thoái nông và cái kỳ vọng mà phép tăng lãi thì sẽ không còn quá mạnh nữa thì nếu như anh chị mà đầu tư mà gọi là đúng là đầu tư lâu dài ấy, từ chung đến dài hạn đấy thì sẽ thấy đấy là cơ hội hơn là thời điểm này là thời điểm mà mang tính là 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 chạy dùng từ như vậy thì sẽ hơi quá nhưng mà uh, rõ ràng là đến thời điểm này chúng ta không không kỳ vọng là là thị trường sẽ còn sập nữa bởi vì là còn gì đâu mà sập đúng không? À, thứ hai nữa là chúng ta nhìn về góc độ về phân tích kỹ thuật đi thì cũng có thể thấy rõ là cái tín hiệu của thị trường đang bắt đầu rõ ràng hơn về việc là ví dụ như đồng đô chẳng hạn đầu năm từ đầu năm 2022 ấy, thì đô đô tăng thì bây giờ đến cuối năm 2022 thì đô có dấu hiệu giảm, à, nhưng mà giảm ở chỗ ví dụ như là nó, ví dụ như trước đây đi, thì nó là tạo một cái channel tăng, channel tăng rất là, là rất là cụ thể, đây, đây channel tăng rất là cụ thể, <laughs> thì bây giờ à, giá đang test xuống cái vùng channel phía dưới, thì cái channel này nó nếu mà trường hợp mà thủng cái channel tăng này, thì thì cơ bản là thị trường chúng ta đã qua giai đoạn khó nhất rồi, thực tế là mình thấy chỉ số VIX cũng có chia sẻ trong một bài và bài video trước đây là VIX cũng đã có dấu hiệu là là giảm à, đây là VIX trong giai đoạn mà từ năm 2020 thì à, VIX nó liên quan đến Covid thì cũng xong rồi thì bây giờ VIX nó liên quan đến cái vùng của giá 25.75 này à, đang là vùng thấp mà mình sau so ra thì à, trong năm 2022 đến bây giờ thì nó đang ở trong cái hướng định hướng là sẽ về lại cái vùng 20 mươi. À, cách khác là nếu mà trường hợp mà chúng ta nhìn vào góc độ tiêu cực đi thì thị trường vẫn vẫn sẽ là hồi uh, trước khi mà giá giảm tiếp chứ cũng chưa hẳn là nó sẽ tiêu cực uh, thêm nữa đâu đó là với uh, góc độ của thị trường uh, quốc tế còn với góc độ của thị trường Việt Nam thì như thế nào uh, chúng ta nhìn vào chỉ số của VNDEX, quay trở lại một vần, lần nữa vn30 thì mình có chia sẻ ngay bài ngay, uh, bài đầu của video đó là uh, cái uh, thứ nhất là rsi đang có dấu hiệu là phân kỳ dương với lại cái nền giá nói cách khác là hiện tại đang có tiền mới tham gia à, đang có tiền bắt đáy à, với chỉ số vn30 cũng tương tự như vậy và đặc biệt là trong một cái đồ thị đến tuần mà nó cũng hiếm thấy đồ thị đến tuần rút chân mạnh như thế này ở trong một trạng thái là chỉ số rsi lại có một trạng thái tăng đó là ý mà mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải để ý nếu mà chúng ta quan sát về phân tích kỹ thuật thứ hai là nhìn vào cái góc độ của thị trường thì hôm trước mình có chứng minh một câu chuyện trái phiếu rồi thì à, bây giờ mình sẽ nói lại một câu chuyện trái phiếu một lần nữa là nhìn vào cái góc độ trái phiếu ấy thì ở đây uh, sẽ có những câu chuyện như sau. <laughs> trái phiếu. Uh, đây là lý do khiến cho thị trường giảm trong hai uh, tuần qua. Thì bây giờ cái mình sẽ tổng kết lại về trái phiếu uh, doanh nghiệp phát hành thì từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022 đã giảm đi rất là nhiều rồi. Thực tế là từ tháng 12 là tăng sau đó là là giảm. Còn uh, đặc biệt là cái doanh nghiệp bất động sản ấy là hay phát hành trái phiếu để mà à, mua đất mua đai hay là xây dựng nhà cửa các thứ. Ấy. Thì bây giờ là gần như là trong từ tháng 7 đến bây giờ là không có xuất hiện. Trước đó là còn tăng trưởng rất là mạnh đấy, phát hành trái phiếu liên tiếp. Đến bây giờ không còn. Thứ hai là tổ chức tín, tín dụng thì thực ra là tổ chức tín dụng cũng đã bắt đầu gom lại, không không phát hành trái phiếu nhiều. Các ngành khác thì còn còn giảm mạnh nữa. Như nói chung ấy, là điều kiện thị trường hiện tại nó nó không phải là áp lực của trái phiếu thì anh chị cũng cũng đã nắm rõ. Thì hiện tại là phát hành trái phiếu sẽ phải chấp nhận một cái lãi suất rất cao và không phải doanh nghiệp nào cũng sẽ chấp nhận cái lãi suất này để phát hành. À, thứ hai nữa là hiện tại là yêu cầu về phát hành trái phiếu cũng đã trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Do vậy là không dễ để phát hành trái phiếu. À, ngoài ra thì có một câu chuyện nữa mà mới dậy sóng trong giai đoạn của tháng 9 tháng 10 đó là mua lại, à, lại trái phiếu. À, thực ra cái hiện tượng mua lại này nó là à, thường là doanh nghiệp sẽ cân đối hình dung là Uh, doanh nghiệp đi vay đúng không ạ, đi vay khoản A, uh, lãi là 10% chẳng hạn, đến năm 2002 đến 2020, 2023. Thế thì bây giờ uh, cái cái lãi trái phiếu này, ví dụ như là sau đó đi uh, kỳ vọng là phát hành thêm nó sẽ tăng tăng cái lãi suất này lên, thì bây giờ ấy, uh, bên bên A này sẽ mua lại mua mua lại cái trái phiếu này, tại vì là hiện tại đi vay ở bên uh, <laughs> hiện tại ấy là nếu mà mà nhà đầu tư ấy mà nếu mà nắm thêm ấy, sẽ bắt đầu lại trái phiếu tăng thì lúc này nó sẽ là không có lợi cho bên phía phát hành trái phiếu mà đó là lý do tại sao muốn mua lại thì khi mà mua lại như thế này ấy, thì nó cũng cũng thể hiện ra một điều là cái kỳ vọng cái kỳ vọng ở trong tương lai là cái lãi suất uh, trái phiếu sẽ còn tăng thì đây là cái lý do mà mình nghĩ là uh, để khiến cho cái khẩu vị uh, cái khẩu, khẩu vị rủi ro của trái phiếu giảm đi và cái đây là cái mình nghĩ là một cái nhiệm vụ thôi nếu mà trái phiếu mà có một cái cái option gọi là callable Uh, tức là cái trái phiếu có khả năng mua lại Thì hầu hết là các cái rủi ro đáo hạn sớm Sẽ xuất hiện vào giai đoạn này Thì đây cũng là cái tín hiệu cho thấy là Các doanh nghiệp đã có bắt đầu có sự chuẩn bị Cho những cái rủi ro của thị trường rồi uh, Đó Và sau đó là Trong thị trường trong nước thì cái câu chuyện Của trái phiếu nữa uh, Nó liên quan đến một số các cái uh, nhóm cổ phiếu lớn Mà phát hành trái phiếu thời gian qua Ví dụ như là Novaland À, chúng ta nhìn qua vào Novaland đi à, Novaland à, sau khi tăng thì bắt đầu tụt giảm ngay sau đó là là tạo nền đáy và kỳ vọng là rút chân trở lại thì Novaland là như thế nào thì cái hộp bị rủi ro trái phiếu của Novaland ấy. À, Novaland là cái cổ phiếu mà phát hành à, trong bất động sản đứng trên sàn phát hành trái à, phiếu doanh nghiệp mạnh nhất và và nặng nhất ở trong đặc biệt là trong thời điểm của tháng 9 năm 2022 thì phát hành đến 10.000 à, 10.000 tỷ và mua lại cho năm 2022 nó chỉ là 1.000 thôi và đáo hạn trong năm 2022 là là gần 2.000 lưu hành là 24.000, tức là gấp đôi các đơn vị khác à uh, Nova Group. Thì đó là lý do tại sao mà trong điều kiện của thị trường gần đây là ai cũng là lo, lo sợ về NovaLand hết. Uh, đó là lý do là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là uh, NovaLand thì thật ra là bên uh, phía họ khi mà họ vẫn đang thu xếp được thì không có lý do gì mà họ có lý do là bị về phá sản cả. Rồi thứ hai nữa là hưng thịnh. Hưng thịnh thì cũng phát hành vào 12.000, còn các cái đơn vị khác thì nhưng mà có một cái lý do mà nó sẽ, khiến cho hương Thị lan ấy ở hương thịnh lan thì nó lại bị một cái là cái đáo hạn cho năm 2022 rất lớn là 4.000 và khả năng gọi là phát hành trái phiếu mới thì nó sẽ khó do vậy là cái đơn vị này mới là đơn vị mà mình nghĩ là đang đang rủi ro cao còn lại thì các cái đơn vị như Novaland hay là Quang Thuận Invest hay là những cái đơn vị khác ấy, nó sẽ không không phải là quá tiêu cực đâu à, cách tháng 9 vẫn có sự phát hành và mua lại trong năm 2022 thì chỉ có một hai đơn vị thôi Uh, đơn vị ví dụ như là TNR đi, uh, TNR Holding đi, thì cũng uh, cũng sẽ mua lại uh, và có cũng sẽ có đáo hạn nhưng mà thật sự là nó không phải là ảnh hưởng đến cấu trúc chung. Uh, BKMX thì cũng đang có một cái rủi ro về đáo hạn, uh, lưu hành có 9.000 mà phải mua lại 2.000 rồi, chưa phát hành ra thêm được. Do vậy là khả năng đáo hạn trái phiếu thì ngoài những cái đơn vị mà mà mình kể trên đây, ấy, thì các cái đơn vị khác còn lại ấy, khả năng uh, về cái đáo hạn liên quan đến uh, trái phiếu hai quý tiếp theo à ví dụ như là năm quý 4, quý 1 2023 đi. Bất động sản thì quý 4 thì không có nhiều áp lực đáo hạn. Quý 1 thì đáo hạn ít thôi. Mà sau cùng là áp lực đáo hạn của nó sẽ rơi vào trong giai đoạn của mình nghĩ là trong giai đoạn bắt đầu từ quý 3 cho năm 2023 kéo đến quý 4 của năm 2024 ấy, thì đáo hạn mới kinh khủng. Còn trong giai đoạn của quý quý 2, quý 3, thậm chí là quý 1 năm 2023 thì đáo hạn rất là ít. Do vậy thì nếu một trường hợp như vậy đi thì cái nhịp tăng nó sẽ đến uh, Ít nhất là đến quý 1 2023 trước khi mà câu chuyện đáo hạn Quay trở lại vào, à, vào quý 2 2023 cho đến thời, thời điểm Quý 4. Nhưng mà nó cũng phải có Một nhìn đi và nhìn lại là năm 2023 Thì kết hợp với cái lãi suất của trên uh, Ở trên này mình cứ chia sẻ ở phía trên này uh, Lãi suất của thị trường thì thực ra là quý 1 2023 cũng đã tăng lại hết cỡ rồi Do vậy thì áp lực đáo hạn Của quý 3 nó sẽ giảm đi rất là nhiều Khi mà có thể phát hành với một cái lãi Tương đối ổn định hơn. Và cuối cùng là nhìn vào câu chuyện trái phiếu thì trái phiếu đáo hạn hàng tháng ấy, thì trong tháng ấy, nhìn vào tháng hàng tháng ấy, thì chỉ có một giai đoạn mà mình có chia sẻ là nó sẽ rơi vào giai đoạn của uh, bắt đầu là tăng từ tháng 3 năm 2023 là bắt đầu tăng tăng cho đến uh, giai đoạn của uh, tháng 12 năm 2023 là tăng rất mạnh tháng bốn là một cái tăng mạnh nữa chứ còn lại thì những cái tháng đầu năm cuối năm đầu năm ấy, nó sẽ không phải là những tháng mà đáng đáng ngại lắm đâu thì đây cũng là cái sắp xếp sắp xếp, xếp, xếp của phía doanh nghiệp khi mà có một cái hiện tượng là điều kiện tết của thị trường à, nó sẽ rơi vào giai đoạn tết thôi ừ, sau đó tết thì nó giảm đi do là không hoạt động quá nhiều do vậy là giai đoạn đá hạn giai đoạn này cũng không quá nhiều mà thường là cuối năm cuối năm người ta gọi là lo chạy nợ là như vậy và cuối cùng thì có thể tổng kết lại là điều kiện thị trường đang có sự cải thiện giống như là trong những cái làn sóng bão à, những cái làn sóng đến với thị trường trong nước thì nó sẽ có những làn sóng tăng những làn sóng giảm đúng không ạ thì bây giờ thì chúng ta đang ở trong một cái giai gia đoạn là hiệp gọi là hiệp nghỉ những, uh, nghỉ giữa hiệp uh, nhưng mà sau đó thì kỳ vọng là là thay đổi về vĩ mô ấy, thì nó sẽ không không phải là tiêu cực như là giai đoạn của năm uh, đầu năm nay nữa thì nó nó khá đơn giản thôi bởi vì là những yếu tố mà gây ra uh, thị trường điều chỉnh giảm trước đây ấy, thì bây giờ nó đang có sự thay đổi rồi uh, ví dụ như là lãi suất này ví dụ như là uh, vận động tiêu cực của thị trường này tất cả nó đang về cái vùng gọi là vùng recession rồi thì và, sau khi mà về vùng recession thì nó sẽ là cái vùng tăng trưởng chứ không phải là vùng uh, vùng phục hồi đó chứ không phải là vùng giảm thêm ok ạ. thì đó là một số nhìn nhận về về điều kiện thứ hai về cái cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh cũng như là khẩu vị trái phiếu mùa báo cáo kết quả kinh doanh thì thực ra là báo đài cũng đã nói rất là rõ rồi mình sẽ không nói thêm ví dụ như là doanh nghiệp thép uh, HPG là lỗ một nghìn bao nhiêu, bao nhiêu tỷ đấy hay là về HSG các thứ thật ra là với mình thì mình không không đánh giá cao lắm bởi vì là những cái thời điểm này gọi là tin ra là mua hay là tin ra là bán ấy. À, nhưng mà dù sao nữa thì chúng ta cũng sẽ không nên bỏ qua à, bằng cách là chúng ta kiểm tra Và các chỉ báo vĩ mô thì các chỉ báo vĩ mô thời điểm này thì thực ra là vẫn tiêu cực <laughs> trong giai đoạn của tháng 10 à, của tháng 10 năm ngoái thì hầu hết là xanh đúng không? cho tháng 10 năm nay thì điều chỉnh giảm rất sâu đây là tháng 10 năm nay bị rơi khá là mạnh thứ hai nữa là chúng ta nhìn về cái góc độ tăng trưởng GDP thì so với GDP toàn cầu ấy, thì chỉ số Việt Nam là đang tăng trưởng ổn định nhưng mà thực tế là khi mà GDP mà so với cả World GDP ấy, thì nó đang có dấu hiệu là điều chỉnh à, đã, GDP của Việt Nam tốt tốt này nhưng mà rõ ràng là đang có dấu hiệu điều chỉnh nhưng mà so với tốc độ tăng trưởng toàn cầu đây cũng lý do mà khiến cho dòng tiền không thiết tha lắm với thị trường trong nước chỉ có GDP của Trung Quốc là ổn định này còn GDP của Mỹ thì họ giữ vững này. đây là một cái quốc gia ờ à, nó là quốc gia mà gọi là đã phát triển rồi do vậy thì cũng khó mà so với gdp nhưng cũng không tăng không tăng không nhiều còn à, thứ hai là export à, của việt nam với trung quốc các thị trường toàn cầu ấy, thì nói chung là nhìn về cái góc độ mà xuất khẩu việt nam là giảm ấy, không phải tăng đâu trong khi ở độ phía trung quốc thì nó cứ ảnh hưởng bởi covid do vậy là nó có những cây giật như thế này nhưng mà đang ở trong hiệu phục hồi à, sau một cái chính sách là trung quốc là tuyên bố là sẽ mở cửa rộng à, với thế giới sau cuộc họp đại hội đảng vừa rồi thì nói chung là mình cứ lắng nghe thôi còn để mà thực tế họ hành động như thế nào thì cũng phải xem tại vì thường là các chính sách tuyên bố từ phía Trung Quốc thì nó lại không không hẳn là nó sẽ phản ánh ngay đâu à, thậm chí là còn đi ngược <laughs> tức là bên là, là không là, là không không đáng tin cậy lắm nữa không? À, đây cũng lý lý do tại sao mà thời điểm của năm 2021 đến bây giờ là phía Trung Quốc giảm mất khoảng 2 năm mất bảy phần trăm Bây giờ là từ 4667 à, uh, xin lỗi là 467 về lại 127. Ở đây là cái mức mà mất mất nặng nhất từ phía thị trường Trung Quốc kể từ lúc mà nó, nó quan sát về MSCI đến giờ. 208 thì cũng không, không mất nhiều như vậy, 208 là 3000 xuống khoảng 1000 à, xuống khoảng 1000 đến mức 1 phần 2 phần 3. Rồi 4006 mà xuống lại còn mức là 1002 mức khoảng gần như là 3 phần 4, 4. mới còn nặng hơn nữa. À, phía trung quốc họ điều tiết thị trường đa số là ủng hộ câu chuyện covid thôi mình, mình cũng không đánh giá cao về cái tốc độ này còn cái uh, thị trường nói chung ấy, trong trong tuần vừa rồi thì mình cũng khẳng định câu chuyện là thị trường đang chuẩn bị cho nhiều phục hồi cơ bản uh, khi mà cái dòng tiền đổ vào cổ phiếu rút đi với đô đầu tư vào bitcoin đầu tư vào dầu và rút đi với vàng thì thực ra là thị trường chỉ số của vn index vn ba nó đang đang tích lũy đà để mà bám theo cái vận động của chỉ số dow jones thì nếu như mà gọi là chúng ta có một cái lựa chọn ấy, thì mình cho rằng là cái góc độ <laughs> từ phía thị trường dẫn dắt này khá lớn và nó sẽ ủng hộ câu chuyện mà thị trường phục hồi trong khi đó đồng đô này uh, USDX này mọi thứ thì đang bắt đầu điều tiết trở lại đây là những tín hiệu mình đánh giá là khá tích cực nhìn vào chỉ số index thì cũng sẽ kỳ vọng là phục hồi lên ngưỡng là 1.066 uh, với VN30 thì cũng sẽ cũng uh, kỳ vọng phục hồi lên ngưỡng là 1 thì đây là những cái mà gần như là uh, thiên thời địa lợi, Nhưng còn không biết là cái dòng tiền có tham gia hay không, hay là gọi là thanh khoản có tăng hay không, thì mình để ý về cái câu chuyện thanh khoản ấy, thì nó cũng cũng có tín hiệu là có tiền vào này tham gia, à, khi mà VNX, và vn30 thì cái khối lượng trung bình của lệnh mua cũng đều bắt đầu xuất hiện, và đây là cái tín hiệu cho thấy là thị trường đang đang bắt đầu là quay trở lại một cái nhịp tăng, mình đánh giá là cũng tương đối là là ít nhất một vài tuần, ấy. do vậy thì đến thời điểm này mình khẳng định là chúng ta có thể mua Uh, bây giờ mua thì mua như thế nào thì nhìn lại cái đồ thị về business cycle mình cứ nhắc mãi uh, thứ nhất là về cái Recession thì có utilities còn nếu mà anh chị mà muốn là đầu cơ sớm hay là mua tích lũy ấy, thì mình nghĩ là early Recycle đi uh, early cycle đi thì rebound nó sẽ rơi vào cái vùng là financial này, real estate này, consumer này, info này. Uh, cái uh, industrial material thì, material thì với trong nước thì mình nghĩ là hơi tiêu cực Thế còn cái mà cái nhóm ngành mình thích nhất ấy, là financial trong đó là banh và trứng ấy. thì uh, trong rung tư vấn thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều về banh và trứng rồi thì thời điểm này chúng ta có thể nắm uh, ví dụ như banh uh, ví dụ như stb đi bây giờ mua vùng giá đẹp này mẫu hình uh, quá đẹp đúng không ok thì đó là một số nhìn nhận về điều kiện của thị trường trong uh, tuần này cũng như tuần sau đầu tiên là chúng ta cũng thể xem qua về nhóm ngành nào có thể thích hợp để lựa chọn thì nghĩ là trong thị trường việt nam ấy, À, đến thời điểm này thì cái nào, nhóm nào cũng thích hợp cả rồi à, bởi vì giảm quá rồi mà nhưng mà mình nghĩ là nên chọn vào nhóm ngân hàng và nhóm bảo hiểm hai nhóm này đặc biệt là nhóm ngân hàng nhé à, nó đang là nhóm mà vươn lên mạnh nhất thì ngân hàng nó sẽ như thế nào chọn vào nhóm cổ phiếu ngân hàng ở dưới này à, ngân hàng ở đây thì mình thấy các cổ phiếu là CTG, NovaBank cũng được xin à, <laughs> lỗi là Ngân hàng quốc dân nữa. NVB chứ không phải NovaBank nó nói nhầm VCB, à, à, CTG, VCB chúng ta sẽ VCB này cái tăng mà, à, kiểm chứng thành công cái nền của vùng mươi ở ngày thứ 25, ngày 25 của tháng 10 và sau đó là tăng. Hay là với uh, CTG, CTG cũng uh, phục hồi mà, cũng uh, đã tiếp tục tăng và kỳ vọng cái ngưỡng là vùng 28. Nói chung là có thể giao dịch được, à, mình nghĩ là chúng ta cũng phải kiểm tra trên này với CTG. Uh, ok, click vào CTG và nhận khuyến nghị thì quan sát rồi. Uh, đang gom mua, dòng tiền lớn đang gom mua, mua được. À, hay là chúng ta xem từ VCB này, VCB uh, hiện nay có không? À, với VCB nắm giữ, em khuyến nghị mua từ 11 phiên trước rồi, giá mua là giá giải ngân từ giá 66.5 à, VCB đúng vậy, giá 66.5 đúng là cái cái nền uh, đây 66.5 là đúng là cái nền testing này luôn. Hiện nay là giá 71.6. Nói chung là anh chị có thể sử dụng hệ thống này để mà tìm cổ phiếu. Mình khuyến nghị là nên tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra thì có một cổ phiếu là cực kỳ xịn là Bank bên uh, phía dòng tiền cũng đang phát hiện từ rất lâu rồi, đến bây giờ thì gần như là cứ theo đuổi thôi. Ok. Thì đó là một số nhận nhận chung ở trong bài video ngày hôm nay. Anh chị cũng có thể uh, kiểm tra thêm một số cổ phiếu khác ở uh, vnindex mình khẳng định là sang tuần sau sẽ có dấu hiệu phục hồi. Uh, chúng ta cũng có thể uh, lựa chọn cổ phiếu ngay tại cái phần là uh, lập danh mục. Ở đây thì anh chị là chọn ngành. Ở đây chúng ta thực phẩm đồ uống. Chọn ở đây thì chúng ta là dòng danh sách thì sẽ có những cổ phiếu chúng ta cần. VC3 không không phải là cổ phiếu quá xịn lắm đâu bất động sản của VC3 VC3 uh, có cái tín hiệu tăng cây này tăng lên mà sau đó là rút đi lại do thanh khoản quá yếu như vậy nó cũng không phải là cổ phiếu tốt uh, anh chị có thể kiểm tra thêm ngoài ra thì uh, để chúng ta chắc chắn với cổ đầu tư anh chị có thể vào phần quản trị rủi ro để mà lập danh mục và kiểm tra danh mục ngoài ra thì cũng có thể đặt để thông tin ở đây uh, các uh, các bạn uh, tư vấn của Vinasac sẽ hỗ trợ chúng ta ở trong những room tư vấn nhá. Ok, thì uh, ngày cuối tuần mình cũng sẽ uh, cập nhật thị trường chúng ta một số phiên giao dịch như vậy thôi. Uh, xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin uh, chúc cả nhà một uh, ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ uh, và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video của ngày thứ tư ạ. Xin uh, xin chào và xin tạm biệt.